Có những cái hình ảnh lúc anh Bạch Long còn trẻ. Đây, đẹp trai lắm. Rồi đây là nhóm Líu Lo. Và bây giờ Trấn Thành lại rất là muốn biết cái câu chuyện từ ban đầu. Theo Thành được biết thì ngày xưa hình như anh Bạch Long không sống chung với gia đình, phải không ạ? Vì sao vậy? Thực ra vậy nè, bà của anh đó là cô ruột của ba anh. Bà mới sinh anh nuôi. Hồi nhỏ đó không biết, cũng có buồn. Khi lớn lên thì mới hiểu chuyện là bà mẹ nuôi kể. Nhưng mà thật ra đó sống xa gia đình nhưng mà vẫn có được tình thương. Tức là ba mẹ ruột vẫn gửi tiền nuôi ăn học đàng hoàng. Tức là mấy anh chị có tiêu chuẩn gì anh vẫn có tiêu chuẩn đó. Những lúc anh chạnh lòng anh nghĩ về điều gì? Anh thì lúc đó đó, anh còn nhỏ mà, rất là lạc quan, rất là vô tư cho số phận. Tại anh nói chắc cái số mình nó vậy. Có những lúc buồn là buồn cái nhà mẹ nuôi thì nghèo lắm. Ở ngoài sau nó có cái nhà hàng bò bảy món. Anh nhớ cái dĩa thịt bò người ta ăn, bò bảy món người ta ăn, cái khách ta đứng lên, anh hay lại anh bóc anh ăn. Anh ăn ngấu nghiến, anh ăn rất là ngon. Sau cái miếng bò đó có bao giờ anh chạnh lòng không? Thì hồi nhỏ thì cũng có buồn buồn. Buồn theo cảm giác của con nhà nghèo á. Chắc tại con nít nhà nghèo á nó sẽ khác con nít nhà giàu. Mình dùng từ giống như ông bà xưa nói là biết thân biết phận anh hả? Đó anh có cảm giác cái đó đó Thành. Đi chơi với con nít nhà giàu á anh không có thích đâu. Anh ngại lắm. Anh là thích đi chơi với mấy đứa trẻ bụi đời. Rồi đó mỗi lần mà anh nghe bài hát mà thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ là anh khóc. Anh tự năn nỉ cho anh nào. Thôi mình còn có mấy bạn bè của mình. Anh ở đâu đó anh Long ít có chơi với mấy đứa con nhà giàu. Anh thích chơi với những đứa bé nhà nghèo. Tại vì họ gần mình hơn. Và Thành biết được rằng là có một cái người chị cũng rất là thương anh, hiểu được cái câu chuyện và chứng kiến thăng trầm trong sự nghiệp của anh. Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Cảm ơn chị Xuân đã đến với chương trình. Chào Bạch Long. Chị của em vẫn đẹp như ngày nào. Em mời chị ngồi. Rất là vui là hôm nay được đến với chương trình Sau Ánh Hào Quang để nói chuyện với Trấn Thành và đặc biệt là nói về người em trong nghề của tôi, Bạch Long. Trước khi mà chị sẽ nói về chuyện đó thì chị lại có một cái khía cạnh nho nhỏ, lại tiết lộ là hồi xưa là anh Bạch Long là đi đoàn Minh Tơ. Là lúc đó là ba của chị Xuân cũng đóng trong đoàn Minh Tơ. Thì đáng lý là phải kêu bằng cậu Long đó. Tại vì kêu ông già bằng anh mà. Nhưng mà nghĩ ra, nghĩ đi, nghĩ lại. Tới chừng gặp chị Bạch Lựu, cái chị nói thôi đừng có kêu cô Lựu với lại cậu Long gì, cứ kêu anh chị thôi. Mà ngộ lắm nha. Từ lúc mà đóng chung với ông già cho đến bây giờ, cái bạn này vẫn nhí như thường. Dạ vâng. Tức là bạn rất là trẻ trung với ông mọi người. Nghĩa là nhìn thấy từ đó đến giờ nhìn ông không có đoán tuổi được đâu, không đoán được là bao nhiêu tuổi thật sự á. Nhưng mà bây giờ lại nói về chuyện của Bạch Long thì thật ra là chị Xuân có biết, nhưng mà có một cái câu tôi rất xúc động khi mọi người nói là tại sao Bạch Long không về nhà ở, thì Bạch Long có nói một cái câu là lúc gia đình cực khổ, lúc gia đình thế này thế kia thì mình không có phụ được với em mình. Thế thì bây giờ mình tự nhiên mình lại trở vô nhà, giống như là em mình lại gánh trên vai, gánh nặng, bây giờ em mình lại gánh thêm nữa. Thành ra tôi lại thấy là ở cái người này một cái tinh thần trách nhiệm rất là lớn. Chứ không phải là một cái người mà chối bỏ chuyện là có một cái gia đình, mà bạn ấy sợ rằng em mình nặng gánh. Đó. Chị nghĩ cái điều mà ảnh cứ phải chấp nhận, cứ phải bỏ qua như vậy, nó đến từ cái cá tính gì của ảnh thưa chị?
Tôi lại nghĩ rằng là Bạch Long có một cái thói quen mà chị xin lỗi Bạch Long nha, cái thói quen hơi bị cũ, tức là chấp nhận số phận. Mà đôi khi chỉ cần rướn một chút là bạn ấy có thể vượt qua được. Ở Long thì tốt bụng, hiền lành, rất yêu nghề. Nhưng mà có một cái chị Xuân không thích là Bạch Long bị hiền quá. Rất là hiền luôn, hiền trong tất cả mọi chuyện. Đó là cá tính mà người ta vừa thương nhưng mà người ta cũng hơi giận giận Bạch Long. Em nói thiệt nha, anh Long anh không làm gì cả ngoài chuyện là anh quá hiền, rồi anh tự buồn, anh tự thu mình lại với cái thế giới bên ngoài. Mình cảm thấy có lẽ là Long hay nói cái câu này là cái nghiệp của tôi nó như vậy. Đây có một cái ví dụ để kể cho mọi người nghe nha. Tôi với bạn ấy cùng ngồi làm giám khảo trong một chương trình. Mà sau cái khi làm giám khảo thì tất nhiên chúng tôi làm giám khảo thì sẽ có những thí sinh họ làm tốt chúng tôi khen, họ làm không hợp chủ đề thì chúng tôi phê bình. Mà Long thì phê bình rất là dễ thương luôn. Cái tự nhiên cái sau khi ra cái Long nhận được một cú điện thoại đe dọa. Từ không biết là từ ai, từ một số điện thoại rất là lạ. Thế nhưng mà như người ta là người ta sẽ kêu ban tổ chức, người ta nói thế này kia nọ này kia. Không, Long chỉ lặng lặng. Ủa, họ đe dọa anh như thế nào? Chửi anh thôi, thế là trong tin nhắn. Nó chửi anh thôi, nói cũng hiền chửi nữa. Chửi anh thôi. Nói gì cũng hiền nữa hả? À. Chửi, mà chửi. Mày là cái đồ vô văn hóa, mày là đồ sống độc thân, suốt đời mày chết không ai để tang. Anh đưa cái đó cho chị Xuân coi nè, này Xuân. Coi bữa đó vừa coi xong cái là tin nhắn chửi em. Đó. Một cái số nặc danh mà mình góp ý rất là đẹp, rất là tốt luôn mà mình vẫn bị chửi. Đó. Thành ra cái hiền của Long á là tôi nói là thậm chí là có những điều mình bực mình tức tối mình ấy lắm nhưng mà chuyện như vậy mà Long im lặng. Ông lành mà ông hiền mà gọi là ông dễ thương mà. Con cái là không ai có thể không thương Bạch Long được khi đã tiếp xúc. Và chị ơi, bất cứ một cái tính cách nào nó cũng được hình thành bởi một cái gì đó. Theo chị, cái sự cam chịu đó, cái sự mà cho qua đó, nó có đến từ cái tuổi thơ của anh hay không? Bạn ấy lập nhóm Đồng Áo Bạch Long là để có một thế hệ trẻ tiếp nối cái truyền thống của tuồng cổ. Và cái nhóm đó đó là Long hy sinh nhiều lắm. Không chỉ vật chất mà chả chất xám nghề nghiệp, tất cả mọi thứ là Long tuôn vào đó. Và tại vì con nít mà, Long cứ hy sinh cho các cháu. Thậm chí là có những điều đáng lẽ người ta mời Long show riêng, vì các cháu Long sẵn sàng, Long ở lại để tạo điều kiện cho mấy cháu nó. Tức là Long hy sinh nhiều quá, nó thành một thói quen em. Vì là một cái thói quen, cái thói quen mà cứ để cho người ta bước trước. Có những người như vậy đó. Cũng có những người là khi cần xếp hàng, họ sẵn sàng lấn người khác, xô người khác để họ bước lên cái hàng đầu tiên để lấy cái món quà đó hoặc là món đồ đó. Thì cái người ở tiếp tân nói xin lỗi anh đi xuống, tự anh đứng đằng sau. Nhưng cũng có những người thấy người ta chen đông quá, thôi thì cứ để mọi người đi hết đi rồi tới tôi cũng được. Nhưng nhiều khi tới tôi khi nó không còn gì hết trơn á. Thì đây là một người chỉ biết hy sinh cho người khác. Bằng chứng là cái nhóm Đồng Áo Bạch Long là Long hy sinh hết. Và đến bây giờ có lẽ khi nhắc đến Bạch Long, người ta nhắc tới một người hiền lành, cực kỳ tốt bụng. Nhưng kế bên đó có một chút xíu nói đừng giận, hơi yếm thế. Hơi yếm thế. Đừng giận tôi. Không đâu giận, cái đó chuyện có thật. Mình biết cái thế của mình nó như vậy rồi, thôi học chuyện nhẫn của nhà Phật đi tốt hết. Dạ vâng, thưa quý vị, rất là cảm ơn chị Kim Xuân đã đến với chương trình, chia sẻ và trải lòng rất nhiều về cái tình cảm của chị dành cho một người đồng nghiệp. Xin cảm ơn chị Kim Xuân.
Đấy, khổ thế đấy anh ạ. Nghệ sĩ khi làm cho người ta vui được, chứ còn làm cho mình vui thì không có biết ai sẽ làm cái điều đó. Rồi mình có thể làm cho người ta khóc được, nhưng mà cái nỗi buồn của mình thì ai chia sẻ đây? Cuộc đời anh nó bi kịch nhiều lắm. Giống như anh nói hồi đó,